Xin chào quý chị, và hôm nay Phước Sửu cùng với anh chị khám phá một khu dân cư khá đẳng cấp tại Nhà Bè. Dự án mang tên là Sai Gai Nhà Bè. Và sản phẩm mà Phước Sửu muốn giới thiệu đến quý anh chị là những dòng biệt thự song lập và đơn lập tại dự án Sai Gai Nhà Bè. Như mọi người nhìn thấy thì góc Playcam Phước Sửu đang bay thì nhìn vào những căn song lập 10x20. Thì với những cái căn song lập này được thiết kế 1 rền 2 lầu áp mái. Và như quý chị nhìn thấy thì khu dân cư đã xây dựng gần như là 100% đang nhận nhà làm nội thất. Thì quý anh chị cần thêm thông tin về cái căn biệt thự song lập này thì inbox ngay cho Phước Sửu thì số hotline dưới nha. Phước Sửu sẽ bật mí một cái giá bán cực kỳ hấp dẫn để quý chị có thể chọn lựa làm nơi đầu tư và an cư lạc nghiệp tại khu Sai Gai Nhà Bè này nhé. Đừng quên subscribe và bình luận cho kênh của Phước Sửu nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý chị ở nhiều video sau.